con đã vô ý phải đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và Nam Mô Bức Thai giá, và con kính nhân biết là ngài, và kính ngài chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con. Vadu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddhai nupavena sada sothi pavantu te. Vadu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa ma nupavena sada sothi pavantu te. Vadu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sanghai nupavena sada sothi. Pháp hoành tu tê tất cả hạnh phúc hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sô a tha la thô su kỳ tổ vô ru na hô bô tha sa sa ne a rô gô su kỳ tổ hôi sa ha sa bế nhà chi phi sa tha la tha. Sư kỳ tạo vô na ha bôn thá sa sa ne a rô ga sư kỳ tạo hôi sa ha sa bê nha chí phi tê a tha la tha. Sư kỳ tạo vô na ha bôn thá sa sa ne a rô ga sư kỳ tạo hôi sa ha sa bê thiệt nha tị phiên. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu sa thu lành thay, a ca sát tha cha bùm mát tha, đề qua na ga ma hi ti ca, bù nhân nô a nu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng. Akasatha cha bùm ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bồ nhân no anu mô đăng tu chi răng ra căng tu rắc tha khe. Akasatha cha bùm ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bồ nhân no anu mô đăng tu chi răng rắc căng tu na ta yo. Akasatha cha bùm ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bồ nhân nô a nu mô đăng tu chi răng tha căn tu pa ni nô. A ca sa tha cha bùm ma tha đi qua na ga ma hi ti ca bồ nhân nô a nu mô đăng tu chi răng tha căn tu nô sa. Chư thiên ngự trễ như không địa cầu thương ngự rõ thông mỗi đều long vương thành lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bội các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyển thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tăng ngõ hầu vũ sanh dân kinh chi cu sa la cầm măng ca ta bằng ghi đi dân ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sa ni no a thi ye sát ta a sai no ca tăng bu nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha quanh tu tê ye tăng ca tăng su quy đi tăng năng bu nha pha lăng ma ya ye cha thanh tha na cha năng ti đa ya gan toa ni quê đa dùm sắp bê lô ca hi ye sát ta chi quanh ta ha he tu ca ma nan phô cha phô dạ alo, dạ con xin sám hối, dạ bị con bị rớt mic rồi, dạ thì có để con xin hầu hướng luôn, dạ xin cho hỏi có âm thanh con có được nghe, dạ con kính cảm ơn ngài, nhân con xui vậy sợ. Y đăng vô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô,
Ý đăng vô nhà tí năng hồn tú su khí ta hồn tú nhát ta vô. Ý đăng vô nhà tí năng hồ tú su khí ta hồn tú nhát ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Ý đăng quá ta buồn nhằn đà năng à sa quát khá già quá hành hồ tú. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ con sợ bị rớt mít nữa nên con chỉ xin sám hối đơn giản. Dạ, con xin nhà dân đó phần phước hôm nay đến nhà cho ngài nguyện cầu cho ngài được an lành trong sức khỏe, và con cũng xin chia đồng đều báo này đến cho tất cả thiện nam tín nữ để được sự an vui, tránh đi những cái điều rủi ro mà đã đến. Dạ nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, dạ nam mô Sang Kha Giá, con kính dâng biết lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiện đức tăng trong nhà Việt Nam và chúng tôi được rõ chào quý ni sư, quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay ngày đầu tuần chúng ta theo sự yêu cầu ha của chị Kim Nhung, chúng ta sẽ học bài Karani, một bài kinh từ bi mà trong Pháp Cú Kinh đã đề cập đến cái bài kinh này để đem đến sự an lạc cho 500 vị tỳ kheo. Từ lúc đầu là sợ hãi, và sau cái sợ hãi đó đã vượt qua cái trở ngại và đã thành công. Thì đây là một bài kinh rất có oai lực. Nếu quý vị nào mà sợ ma ha, quý vị nào sợ phi nhân ha, quý vị nào tâm bất an thì nên học thuộc lòng bài kinh này. Bởi vì khi học bài kinh này chúng ta cảm thấy con người nó có một cái năng lượng từ hòa, nó có một cái sự ổn định, một cái nội tâm thấy an tĩnh. Và bài này thể hiện cái tâm từ. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh viên tri đang cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh dữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh viên tri đang cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh dữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh viên tri đang cúng dường, cố nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đến giữ lợi quần sinh. Tăng Araha Đi Con Đại Sẵn Vô Tăng Bụt Đăng Sư Rạc Sa Nam Ám Tăng Chà Bụt Đăng Y Mê Hi Sa Ca Rê Hi A Phi Cô Chà Gia Mị Hồng Danh Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiền Thể Cao Dày Bậc Thế Giảng Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Pháp Thân Thịnh Diệu Bậc Trường Phu Điều Ngự Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn Trong Đời Tân Xoa Khai Tai Địa Cô Nạc Sân Vô Tân Thông Măng Sư Rạc Xã Nam Ám Tân Chà Thông Măng Y Mê Hi Sa Ca Rê Hi A Phi Cô Chà Gia Mê Pháp Vi Diệu Cha Lành Khởi Dạy Lìa danh ngôn, giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian, chứng vô biên, sắc na đại ngộ, phát nhiên liễu tường, đạo vô thượng,
đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần, trí nhân tự ngộ giải chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân diệu màu. Tăng sân khan tai đi con sân vô tăng sân khan sư lạc xa nam ma mi tăng cha sân khan y mê sắc ca rê hi a phí cu chạy gia mê bậc diệu hạnh thiên văn thích tử bậc hạnh pháp lực thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thành đầu quả bốn chúng đệ tử Phật cũng tôn nghiêm cùng nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Ratanatiyasawanda mi do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Buddhaya. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Quý vị nghe âm thanh vừa phải hay là lớn hay là nhỏ, alo cho biết để chúng tôi điều chỉnh ha. Nghe rõ ha. Rồi, xà thủ sĩ thiên vũ sĩ kim nhung. Cho thầy học bài này vừa và rõ ha. Rồi, âm thanh vừa và rõ là tốt rồi. Như vậy chúng ta ổn định ha. Về tình hình hiện tại thì quý vị luôn luôn sống trong sự lo âu, phập phồng, sợ hãi. Bởi vì sao? Cái gì trước mắt của chúng ta thấy và chúng ta không làm chủ được mình cho nên lo sợ. Ngày hôm qua một ngày thôi 4.246 ca mà riêng thành phố Hồ Chí Minh là cả trên 2.000, 3.000 dữ dội. Thì đó là một cái điều mà các vị thiên sứ đã báo cho chúng ta biết. Bệnh cũng là một vị thiên sứ. Đức Bồ Tát thấy được bốn cái sự kiện để mà ra đi, tức là bệnh lão tử tăng. Thì cái bệnh thức tỉnh cho chúng ta thấy rằng ai cũng bị bệnh hoạn, nó tấn công, rồi già, rồi chết. Thì ở đây cái bài kinh này cho ta một bài học để chúng ta nhìn lại chính bản thân của mình. Nhìn lại chính bản thân của mình và mình thấy những cái hay, cái đẹp của chính mình, để rồi mình tin tưởng nơi chính mình. Qua ý nghĩa người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Tức là người mà sống với chính mình, không có lo nghĩ gì đến những cái thị phi bên ngoài. Bởi vì những cái thị phi bên ngoài nó làm cho chúng ta bị lung lạc, không làm chủ lấy chính mình. Bây giờ đây là một bài học, thì chúng tôi giải thích sơ để rồi chúng ta có một niềm tin để bước vô bài học ha. Karani yamat takusalena. Bây giờ với cái câu này, chúng ta trước khi học thì chúng ta tìm hiểu ha, tìm hiểu cái từ karani yam là một ha, attha là hai ha, kusalena là ba. Bây giờ qua ba cái từ này mà nó dính chùm với nhau, những người mới bước vào
trường âm và đoạn âm hoặc là học về Pali thì thấy mờ mắt ha, đi liền một hơi. Nhưng mà bây giờ chúng ta cắt ra ha. Karaniyam, karaniyam do cái động từ karoti, do động từ karoti. Karaniyam có nghĩa là nên làm. Rồi chữ attha, attha là ý nghĩa, ý nghĩa rành rẽ. Kusalena là thiện, điều thiện hoặc là thiện pháp, điều thiện hay là thiện pháp. Như vậy thì một câu mà nó dính liền ra ba từ karani yamattha kusalena, trong đó có ba từ ha. Karani yam là một, attha là hai, kusalena là ba. Rồi câu số hai, danh tăng sanh tăng bát đằng apisamicca, danh tăng sanh tăng bát đằng apisamicca. Ở đây thì nó rời rạc, rời rạc chúng ta thấy dễ biết hơn ha. Danh tăng tức là chữ danh cộng với chữ tăng, danh cộng với chữ tăng thành ra danh tăng. Danh tăng có nghĩa là những cái điều đó, điều đó ha. Sanh tăng, sanh tăng bát đằng, hai cái từ này nó đi chung, nói lên cái trạng thái an tịnh. Sanh tăng, sanh tá có nghĩa là cái trạng thái, trạng thái gọi là an tịnh ha. Chữ bát đằng, bát đá có nhiều ý nghĩa ha. Rồi cái từ apisamicca, apisamicca do cái động từ apisameti, do cái động từ apisameti mà ở đây nó biến thành apisamicca, có nghĩa là hiểu thấu, thông suốt, hiểu thấu, thông suốt. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3. Sakko uchu cha su uchu cha, sakko uchu cha su uchu cha. Chữ sakko do cái từ sakka nó đứng làm chủ từ nên gọi là sakko. Sakko có nghĩa là có khả năng, có khả năng. Chữ uchu, uchu cái từ uchu thì số nhiều của nó là uchu, có nghĩa là ngay thẳng. Rồi chá là và, su hu chu là chánh trực, chánh trực. Hai chữ chá có nghĩa là hai chữ và liên từ, nó nối giữa chữ ngay thẳng và chánh trực. Rồi cái câu cuối cùng ha, câu cuối cùng suvacho cha samudupanati mani, câu cuối cùng suvacho cha samudupanati mani. Chữ suvacho, suvacho do từ suvacha đứng làm chủ từ nên nó biến thành suvacho. Suvacho là nhu thuận, là dễ dãi, là văn lời nhu thuận, dễ dãi, văn lời. Chữ chassa, chassa tức là chữ chá cộng với assa, nó biến thành chassa. Và chữ chassa này nó tương đương với chữ atthi, có nghĩa là nên là, phải là, nên có. Nên là, phải là, nên có. Rồi chữ mu đú, mu đú có nghĩa là hiền hòa, nhu mì ha. Hiền hòa, nhu mì. Anati mà ni, anati mà ni. Ở đây cái chữ anh nó đứng trước ati mà ni.
Atimani. Chữ ăn này có nghĩa là không. Atimani có nghĩa là kiêu mạn, ngã mạn, cống cao, tự đại. Nhưng mà có chữ ăn là trước có nghĩa là không kiêu mạn. Vậy thì qua ý nghĩa của từng từ như vậy, chúng ta có được một cái bài thơ ha, Lục Bát. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc, vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa thân thiện, chẳng màng khoe khoang. Và cũng có nơi theo cái thể thơ Ngũ Ngôn thì nó ngắn gọn thế này: người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn. Quý vị thấy ý nghĩa được dịch ra thì đây là một cái bài kinh rất có giá trị, nói lên cái nội tâm của con người. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn. Chúng ta thấy bài thơ Ngũ Ngôn cũng rất là hay, mà bài thơ Lục Bát này cũng tuyệt vời. Người khôn có đủ đức tài, hằng lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Quý vị thấy một bài kinh rất là tuyệt vời. Bây giờ quý vị có quan hỷ học bài này không? Bài kinh này có một cái diệu năng, có một cái công năng là quý vị thuộc bài này là quý vị khỏi sợ ma. Quý vị thuộc cái bài kinh này là khỏi sợ ma, dù là ma sống hay là ma chết. Ma chết thì rất phục bài kinh này, còn ma sống thì coi như gặp mấy ma men không biết làm sao nữa, không biết có sợ hay là mình sợ mấy ma men. Sợ nhất là ma trong tâm ha, ma trong tâm. Xích hà mà ma trong tâm tức là hà tiện ha. Đó là ma trong tâm á, phải không Xích Hà? Xin lỗi, bây giờ chúng ta học ha. Đây là một bài kinh, dạ là sao hả? Hà có nhiều hà lắm, nghe. Thôi giờ học đi. Thôi học đi, rồi khi hiểu sao ha. Bởi vì tại Xích Hà nói sợ nhất là ma trong tâm, cho nên mới nói vậy, không hiểu là phải rồi. Thôi bây giờ học này, các bạn thì nó khó học lắm, không hiểu là phải. Trong các cái bài kinh á, cái bài Thỉnh Chư Thiên là bài khó học nhất. Bởi vì thỉnh mà chư thiên xuống là cả một cái vấn đề khó khăn, mà các ngài mà nghe mà các ngài xuống được á, là chứng tỏ là chúng ta đọc cái bài Thỉnh Chư Thiên có oai lực. Cái bài kinh này cũng vậy, chúng ta đọc mà ma hiểu, phi nhân nó hiểu mà theo phò hộ, thì là một cái bài kinh mà chúng ta đọc có oai lực. Còn mà chúng ta đọc mà coi như là mình đọc mà tự mình sợ, vì vậy là đọc không có oai lực. Mà mình lại sợ ma thì làm sao mà đọc mà ma nó phình được hả? Cho nên cái bài này cái giọng kinh rất khó đọc. Cho nên hôm nay hơi dài dòng một chút nha. Dài dòng có nghĩa là chúng ta học giọng kinh trước. Khi mà giọng kinh thuần thục, chúng ta sẽ qua giọng kệ. Và giọng kệ thì quý vị biết
đọc từng câu. À, đó là cái kiểu kệ thứ nhất ha. Kệ một lần hai câu á, đó là cái kiểu thứ hai á. Và kệ một lần hết cả bài, đó là kiểu thứ ba. Có ba cách kệ mà từ cái kinh mà qua kệ. Kinh là sutta, mà kệ là gatha. Mà chúng ta khi nào mà thấy có chữ gatha thì chúng ta nên đọc theo giọng kệ. Mà chữ sutta mà chúng ta chuyển qua được giọng kệ là chứng tỏ chúng ta là coi có khả năng ha. Khả năng ở đây không phải là y đằng bồ nhã tí nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô, đọc vậy là trật lắc. Bởi vì khi mà chúng ta đọc giọng kệ mà nó sai à, y đằng bồ nhã tí nằng hồ tu su khi ta hồ tu nha ta vô, mà chúng ta chỉ nha đọc thành chữ nhá, nha tì năng, mà chúng ta lại đọc nhá y đằng bồ nhá tì năng hô tú. À, như vậy thì coi như là nha tì năng à, tức là ý nghĩa bà con quyến thuộc á. Mà cái chữ bà con quyến thuộc mà chỉ nha tì, mà chúng ta đọc à, nhá tí năng, thì ý nghĩa là sao? Nha tá vô à, chữ sau cùng ấy làm vô nha tí năng hô tu su ki ta hôn tu nha tá vô à, nha tá vô à, thì chúng ta coi như trong cái dòng kệ thì chúng ta cũng phải tương đối. Chứ bây giờ ý nghĩa chữ ca ra ni giá hoặc là ca ra ni dân mà chúng ta đọc cá ra, mà chúng ta đọc hai cái trường âm thì ý nghĩa nó khác. Cho nên trong giọng kệ có ba cách ha. Một là đọc từng câu một, hai là đọc một lần hai câu, và ba là chúng ta đọc nguyên bốn câu. À, đó là thể kệ. Rồi thì cái kệ chúng ta tính sao? Bây giờ chúng ta học giọng kinh trước, thời gian còn nhiều ha. Mà đây là một bài kinh khó, quý vị hoan hỷ. Chúng tôi đọc từng câu một. Karani yamathakusale na, karani yamathakusale na, karani yamathakusale na. Đó là câu thứ nhất, quý vị nghe rõ ha. Karani yamathakusale na. Rồi bây giờ đưa lại cho Sức Nguyên Tịnh mơ vô thấy rõ. Đọc lại câu thứ nhất ha. Karani yamathakusale na. Rồi bây giờ câu số 2. Yan tăng san tăng bát đằng apisamecha, yan tăng san tăng bát đằng apisamecha, yan tăng san tăng bát đằng apisamecha. Bây giờ chúng ta ôn là hai câu ha. À, karani yamathakusale na yan tang san tang ba dang apisamecha, karani yamathakusale na yan tang san tang ba dang apisamecha, karani yamath thakusale na yan tang san tang ba đằng apisamecha. Rồi như vậy là hai câu này chúng ta thông qua ha. Tiếp tục hai câu sau. Sakko uchu cha suhu chu cha, sakko
u chu cha su hu chu cha sắc cô u chu cha su hu chu cha. Rồi câu cuối cùng su va chô cha samu du anati ma ni su va chô cha samu du anati ma ni su va chô cha samu du anati ma ni. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Sắc cô u chu cha su hu chu cha su va chô cha samu du anati ma ni. Sắc cô u chu cha su hu chu cha su va chô cha samu du anati ma ni. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên cả bài ha. Theo dụng kinh ha. Karani mat thakule na yan tang san tang ba dang akisame cha sak ko u chu cha su u chu cha su wa cho cha samudu anati mani. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang akisame cha sak ô u chu cha su u chu cha su wa cho cha samu du anati ma ni. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang akisame cha sak ô u chu cha su u chu cha su wa cho cha samu du anati ma ni. Như vậy thì câu số 2 không phải là một trường âm, và chúng ta đọc theo giọng kinh thì chỗ nào trường âm chúng ta đứt hơi chúng ta nghĩ, nhưng mà khi nghĩ là trường âm đó thì chúng ta phải kéo dài ha. Quý vị quan hỷ ha. Ví dụ nè, karani yamathakusale na yan tang san tang ba dang apisame cha sak ko. Tới giữa cô này quý vị hết hơi đi ha. Sắc cô thì phải kéo dài giữa cô này ra, chứ không phải tới giữa cô cái hụt hơi luôn ha. Sắc cô rồi khi đó chúng ta mới tiếp tục u chu cha su u chu cha su wa cho cha samudu anati ma ni. Ở đây hôm nay học chúng ta không có phân tích trường âm và đoạn âm, quý vị quan hệ ha. Không phân tích trường âm và đoạn âm, mà quý vị chỉ đọc theo cái giọng kinh. Bây giờ trước tiên, đây là một bài khó, cho nên quý vị thể hiện để đọc sao cho nó đúng. Thêm ba lần nữa hả? Ai chứ Siết Hà mà yêu cầu là đọc liền ha. Rồi, quan hỷ, đọc thêm ba lần ha. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang apisame cha sak ko u chu cha su wa cho cha samudu anati ma ni. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang apisame cha sak ko u chu cha su wa cho cha samudu anati ma ni. Karani yamathakusale na yan tang san tang ba dang apisame cha sak ko u chu cha su wa cho cha samudu anati ma ni. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc, vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Rồi xin mời bà con. Rồi Siết Mỹ Ta hồi nào cũng xung phong trước, rồi Siết Kim Nhung, nếu có Siết Kim nữa là vươn tay liền. Ồ, Sister Man nữa, ba người cứ thế mà làm ha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin phép đọc đoạn 1 của bài kinh Cá Ra Ni. Dạ, con xin đọc. Karani Yamat, à, để con kéo xuống cho nó chạy lên ngoài. Karani chạy ngoài nha. Karani Yamat Thakusale Nayan Tăng San Tăng Ba Đăng Afi Samay Chasako Uchu Chasu Uchu Chasu Wacho Chak Samu Do Anati Mani Karani yamattha kusale na yan tang san tang ba dang afi samai chasako ucho chasu ucho chasu vajo chak samudo anati mani Karani yamattha kusale na yan tang san tang ba dang afi samai chasako ucho Chasu chu chasu wa chu chát sa mu do anati mani. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Dạ, con đã đọc xong, không biết có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng những quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa ạ. Và con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con thưa sư, con rất là hoan hỷ học bài này thưa sư. Dạ, con xin đọc bài. Cảm ơn tâm hạnh đã bớt bài ạ. Karani yama thakusale na yan tang san tang ba đằng afisa mai cha sắc cô u chu cha su chu cha su wa chu cha samuru anati mani Karani yama thakusale na yan tang san tang ba đằng afisa mai cha sắc Cô u chu cha su chu cha su wa chu cha sa mu du anati ma ni Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Thân mời The Man ạ. Con xin kính lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính lễ sư. Và con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh đỏ số 1 trong bài kinh Karani. Karani Yamat Thakusale na yam tang sam tang ba đằng afisamet cha sắc cô u chu cha su chu cha su vat chu cha samudwanati mani karani yamat thakusale na yam tang sam tang ba đằng afisamet cha sắc cô u chu cha su chu cha su vat chu cha samudwanati mani Karani yamattha kusale na yam tang sam tang ba đằng apisamet cha sắc cô u chu cha su chu cha su vat chu cha samudwanati mani. Dạ, con có sai chỗ nào xin sư và quý vị trong lớp sửa giùm cho con. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài kinh sư đang dạy. Karani yamattha kusale na yan tang san tang ba đằng avisamecca sakko u chu cha
suhu chu cha suwa cho chat sa mudu anati mani karani yamat thakusa le na yang tang san tang ba dang afisa mek cha sakko uchu cha suhu chu cha suwa cho chat sa mudu anati mani. Người khôn có đủ đức tài hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Dạ con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, xin kính đảnh lễ ban quan tâm bảo. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu. Dạ, trước hết là xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, thứ nữa là xin kính chào cô Nhật Quỳnh, cô Kim Nhung, cô Meta, cùng quý bà quý cô. Dạ, kính chào các anh chị, kính chào chư quý vị. Dạ. Lâu lắm chưa được cái duyên lành vô đồng rơm này. Dạ, xin chúc sư sức khỏe và mọi người thân tâm an lạc. Dạ, giờ này xin tôi xin đọc bài. Karani yamat thaku sa le na yan thằng san thằng bá đằng afi sa met chasa kho uchu chasu hu chu cha su wa go sap sa mu du ana ti ma ni. Dạ, ta nói là nghe nói là đọc kinh một ngày không luyện, thưa quý vị, là mình biết mình sai. Mà hai ngày không luyện đọc kinh là thầy biết mình sai. Ba ngày không luyện kinh là đại chúng biết mình sai. Thành thử chắc đạo huynh sai dữ lắm, nhưng mà thôi thì tận nhân lực. Dạ, xin đọc lại lần nữa. Dạ. Karani yamataku sa le na yanh thằng sành thằng bá đằng a phi sa mắt cha sa khô u chu sa chu hu chu sa su wa go sa sa mu du anatima timani. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Dạ, Nam Mô Phật Bụt Thầy Giá. Và bây giờ xin nhường bích lại cho một vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, con kính Alo, sư Hồng Mai có vấn đề rồi, rất mít cỡ, rồi, xà tu huynh, đạo huynh ha, đọc mà biết sai như vậy quá hay, cứ từ từ, rồi nó cũng như, đọc từng chữ, miễn sao mình đọc đúng trường âm, đoạn âm, đó là thành công. Vừa rồi thì sư Gầm An ha, cái chữ cuối cùng ati anati mani mà đọc ati anati mani, rồi sĩ thiền vũ thì lên đọc rõ ràng cũng là một cái từ đó, người thì mani, người mani. Ở đây trường âm đoạn âm thì chúng ta phải đọc cho chính xác dòng kinh mà, cho nên quý vị quan hệ dòng kinh thì
quý vị có thể đọc theo hơi sức của mình. À, nhưng mà nếu có dừng lại thì dừng lại nơi trường âm. À, đừng có dừng lại nơi đoạn âm. À, hơi sức của chúng ta ngắn thì chúng ta chia ra làm 3 đoạn. À, hơi sức của chúng ta dài chúng ta đọc 1 hơi. Hơi sức trung bình thì chúng ta đọc 2 hơi. À, cho nên quý vị cứ tự nhiên. À, xin đọc lại rồi Sĩ Tâm Phương rồi Sĩ Hồng Mai chú ý ha. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang akisame chasakko uchu chasu uchu chasu wacho chasamudu anatima ni. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang akisame chasakko cô u chu cha su hu chu cha su wa chu cha sa mu lu anati ma ni. Rồi mời Sĩ Tâm Phương rồi Sĩ Hồng Mai chuẩn bị ha. Dạ con kính cảm ơn ngài. Dạ con xin đọc này, nhưng mà con nói trước có sai, con kính ngài sửa giùm cho con. Dạ, kinh thì hai vị sai đó. Dạ. Karani yamathaku salena yang tang san tang badang api same chat chat go uchu chatu uchu chat suva cho chat samudu anati mani. Karani yamathaku se salena yang tang san tang badang api samat che chat chát chỗ chát cổ u chủ chát su u chủ chát su qua chỗ chát chít chỗ chát cha mu ani anani mani. Đọc lần nữa. Karani yamatha kusale na yan tang san tang ba đằng api samicha chát cổ u chủ sa su u chủ chát su wa cho cha cha mu du anati mani. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh tiến vào cực lạc vô sanh niết bàn. À, niết á thanh thanh người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đăng tôn đoan trang nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Và con không biết cũng có hơi bị bắt đó, con có kính ngài, có gì ngài sửa giùm con. Con kính mời vị kế tiếp rồi đến nhà ngài có xa sửa giùm con. Dạ, không thấy ngài lên hết con xin trả bài, con có sai, xin ngài đạo tràng chỉnh sửa dùm, tại vì cái bài này con nghe phần tiếng Việt thì hơi nhiều, nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên con đọc cái bài này, nên con cũng hơi trùng trùng. Karani yamathakusale nayan tang san tang badang afisamatcha sangkho uchu cha su hu chu cha su was chu cha samudu anati mani. Karani yamatha kusale na yan tang san tang badang afisamat cha sangko uchu cha su hu chu cha su was chu sa mudu anati mani. Kara niyamat
tha cu sa lê na dằn tằng san tằng ba đằng a phi sa mắt cha san khô u chu cha su chu cha su cha sa bu du a na ti ma tha ca ra ni ya mắt tha cu sa lê na dằn san tằng ba đằng a phi sa mắt cha sanh khô u chu cha su hu chu cha su vat chu sat cha mu du anati mani. Người khôn có đủ đức tài hằng tìm lấy ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng tránh trực đoan trang, như hòa lương thiện, chẳng màng khô khan. Dạ, con có sai phần nào xin ngài ở đây trang chính sửa. Rồi con xin lập lại. Dạ, con sa thứ. Dạ, con xin trả phước. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc ạ. Mà anh Đạo Huynh nhớ vô lớp nhiều nhiều thêm một chút nha. Nhiều khi cô Kim Dung cô nói vậy thôi chứ em vô lớp mà nhiều khi nó âm thịnh dương suy đó. Cái cảm giác nó cũng hơi sao sao đó, nó cũng hơi lạnh lạnh đó. Gươm lạc giữa rừng hoa nhiều khi nghe nó cũng hơi lạnh lạnh đó. Nên Huynh mà rảnh Huynh vô lớp nhiều nhiều chút cho đạo tràng nó sơm tụ. Dạ con xin phép đọc bài hôm nay à. Karani yamat thakusala ne na yan tang san tang badang afisa met chasakko uchu chasuhuchu chasuwacho chasamudu anatimani. Thakusale na yan tang san tang badang afisa met chasakko uchu chasuhuchu chasuwacho chasamudu anatimani. Dạ cho con xin đọc thêm một lần nữa đi. Karani yamat thakusale na yan tang san tang badang afisamet chasako uchu chasuhuchu chasuwacho chasamudu anatimani. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Dạ con đã đọc bài xong, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. Huynh Giang Nhật Hà ha. Nói em bị bắt nạt ha, ở trong room này có một mình Huynh Giang Nhật Hà, cho nên Huynh Giang Nhật Hà coi như là cầu cứu Huynh Đạo Huynh ha, cho có bạn cho nó mạnh dạng lên một chút. Đọc ba lần mà thấy lần đầu tiên là thấy Karani Yamat Thakusale Kusale na ha, nhưng mà đọc là Karani Yamat Thakusala ne na Kusala lu ne na nữa, ghê chưa. Thấy một mình bị bắt nạt như vậy cho nên hai lần sau là phải đọc cho nó đúng nhá. Đọc ba lần đã để cho chúng ta coi như có một cái sự quyết định. Nếu mà đọc hai lần thì coi như nhiều khi vừa vốn, mà lần thứ ba là cái lần quyết, cho nên cố gắng đọc ba lần ha. Rồi Siết Hà, Huynh Giang Nhật Hà, rồi Siết Tâm Phương, biết làm sao cái bài này mà Siết Nguyên Trang lại thuộc lòng không? Quý vị biết lý do không? Đâu có đoạn một này không mà Siết Nguyên Trang thuộc lòng à? À, Siết Hà biết hả? Có thể cho biết lý do không? À, dễ quá mà. Bữa nào hỏi Siết Nguyên Trang á.
tên của Sĩ Nguyên Trang khi ở ngoài đời là tên gì? Không phải sợ ma. Tên của Sĩ Nguyên Trang khi ở ngoài đời là tên gì? À, cho nên thấy các bạn này thấy có tên mình trong đó là quan hỷ lắm, học thuộc lòng, à, khó sợ ma. Rồi, con không biết hả? Ở trong là có tên của Sĩ Nguyên Trang. Rồi, bây giờ xin còn ai lên đọc nữa không? Rồi, không đọc nữa thì coi như đây là bài kinh có quy luật. À, kính lễ đại đức đâu mất tiêu rồi. À, còn đây mà đại đức Pháp Trang nè, cô tu nữ Tuệ Duyên nè, cô tu nữ Phúc Khánh nè. À, xin cho biết đây là một bài kinh rất là có quy luật. Mà cái trường hợp này chúng tôi đã từng gặp rồi ha. Tức là khi mà trước giải phóng chúng tôi về miền Tây học ở dưới đó về Phật học, thì có một cái truyền thuyết ở trong chùa à, cho chúng tôi nghe cái oai lực của bài kinh này. Tức là không phải là người sống mà chính người chết đó, phi nhân á, tới cũng thỉnh chư tăng tụng kinh tụ an. À, trong những cái ngày tôn ta, những cái ngày mà lễ, mà quý vị cái tôn ta có nghĩa là ông bà, mà ông bà tức là ám chỉ về rằm tháng bảy. À, họ cũng nhang, à, cái phong tục của họ là ba cái cây nhang, hai cây đèn cầy, à, bó lại với một lọn hoa. Họ cầm cái đó tới thỉnh chư tăng, thỉnh bốn vị ha, đủ tăng này, thỉnh bốn vị đi tụng kinh cầu an. Nhưng mà họ cho biết rằng tụng kinh cầu an không có bắt bài Karani. Họ cho biết luôn á là thỉnh quý ngài cứ tụng kinh cầu an thoải mái, nhưng mà đừng có bắt bài Karani này. Rồi bốn vị đó cũng đi đến một cái xóm làng, một cái sóc của người ta, có một cái xóm xa xa đèn đuốc sáng trưng như vậy. À, họ cũng thỉnh vô, cũng dân, cũng tác bạch quốc ca xá rồi đàng hoàng bá lý, đọc rất là đúng pháp đúng luật. À, rồi được chư tăng thỉnh ngồi nơi cao, họ dưới họ cũng ngồi cũng xin giới đàng hoàng, à, xin giới đàng hoàng. Rồi họ đắc bạch Vipatipatipa hai giá, tức là thỉnh cầu an đó. Rồi chư tăng bắt đầu tụng kinh, nhưng mà cái vị trưởng phái đoàn say mê trong kinh cầu an, rồi nhắm mắt tụng, đèn đuốc sáng thoải mái ha, rồi nhìn chúng Phật tử sắc rất là cung kính đông á. Rồi khi mà hướng chí đọc luôn bài Karani luôn, nhắm mắt mà tụng. Chính cái vấn đề nhắm mắt mà tụng đó, mở mắt là thấy đèn đuốc rồi sáng sủa rồi này kia, nhắm mắt mà tụng bài Karani thấy gió thổi hiu hiu, rồi xung quanh thấy tấu hù. Rồi mấy vị kia giật mình, thấy cái không khí lạ giật mình, rồi mở mắt ra là thấy văn hoa. Mình ngồi trên những cái mộ á, thì đó chính là một cái nghĩa địa. Họ thỉnh tới tụng kinh cầu an, nhớ chư tăng, nhớ kinh, nhớ kệ, muốn cho mình được sự an lành. Nhưng cái bài kinh Karani này họ không đủ oai lực để mà tiếp thu, cho nên họ đã thỉnh chư tăng đừng có tụng bài kinh này. Mà chư tăng lại quên, là coi như là cái đài tiến tới thừa thắng xông lên, rồi xông lên thì phải sụp hầm thôi, rồi thôi lật đật lũi thủi đi về. Quý vị thấy bài kinh này oai lực không? Ma mà cũng khói bài kinh này nữa, mà tụng mà ma bỏ chạy đó. Đó là thấy quý vị thấy cái lực mạnh không?
Thì ở đây ý nghĩa là người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng tính trực đoan trang, là tên của nguyên trang đó, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Đây, cho nên cái bài này là nguyên trang đó, thuộc lòng á. Nguyên trang đã từng chết đi sống lại, tức là vì những cái bệnh tật mà xin lỗi, nếu mà không an trú vào pháp thì nguyên trang đã đứt bóng rồi. Cho nên nguyên trang rất là có niềm tin với cái bài kinh này. Cho nên về các pháp hành á, về sự tu tập á, thì nói thẳng nguyên trang rất là tiến bộ, và lấy chính cái bản thân của mình trải nghiệm, cho nên mới có một cái niềm tin nơi Tam Bảo rất là nhiệt tình. Quý vị biết nguyên trang nói vậy chứ bộ đồ lòng nát bét hết rồi, bệnh nghĩa là bác sĩ chê luôn á, nhưng mà có niềm tin nơi Tam Bảo. Tiếng Bali không phải, phải không chị biết tại là sao? Sĩ Trang Kim Dung nói sao đây? Tên nó là Đoan Trang. Đoan Trang. Rồi, bây giờ xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh nè, Sĩ Thạnh Dung nè, Sĩ Niệm Từ ha. Đọc kinh trước rồi đọc kệ sau nha. Này không có phân tích nha. Chỉ đọc mà đọc cho đúng giọng là có lực à. Là ma sợ. Mà ma không sợ, mình sợ ma có gì đâu ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Hôm nay con xin đọc đoạn 1 bài kinh Từ Bi. Karani Yamat Thakusala Ne Karani Yamathakusala Sale Nasyan Tang San Tang Badang Apisame Chasako Uchu Chahuchu Chasuwacho Chasamudu Anatimani Karani Yamathakusala Ne Nasyan Tang San Tang Badang Apisame Chasako Cô u chù cha su hu chù cha su qua chù cha sa mu du a na ti ma ni. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, như hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Dạ con đọc xong rồi, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa ạ. Con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Alo, Sĩ Niệm Từ của tôi nữ Tự Duyên, Sĩ Hạnh Dung chờ một tí ha. Cái này là lỗi do huynh Giang Nhật Hà. Cú xá lê ná, mà cú xá lá nề ná là sao ta? Tại huynh Giang Nhật Hà đọc như vậy rồi, Sĩ cô tôi nữ Phúc Hạnh đọc theo. Karani Yamat Thakusale na, chẳng phải kusale ne na. Chỗ này kusale na. Cô tu nữ Phúc Hạnh nếu mà có viết sai á, giờ coi như chỉnh lại chỗ này ha. Rồi, mời Sĩ Niệm Từ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Tự Nhiên. Dạ, con kính chào đạo tràng và dạ, con cảm ơn đạo tràng đã
cho con biết và âm thanh rõ. Và con xin đọc bài học hôm nay của ngài. Karani yamak thakusale na yan tang san tang ba dang afisamek jasakho uchu u jasakho uchu jasuhuchu jasuwako kas samudu anati mani karani yamak thakusale na yan tang san tang ba dang afisamek cha sắc khổ u trụ sa cha sắc khổ u trụ cha su u trụ cha su wa cổ cas samudu anati mani karani yamak thakusale na yan tang san tang ba đằng avisame cha sắc khổ u trụ cha su u trụ cha sắc Chasuwako kas samudu anatimani. Con bị giáp hoài, cho con đọc lần nữa. Karani yamak thakusale na yan tang san tang ba dang afisamek chasako uchu chasu uchu chasuwako kas samudu anatimani. Người khôn có đủ sức đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Dạ con có sai, mong ngài sửa lại giùm con. Dạ con cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Bây giờ con xin mời bà cô tu nữ tự duyên ạ. Nam mô Bụt Thà giá. Alo, cô tu nữ tự duyên chờ một chút ha. Chữ Afisamecha, suy niệm từ đọc rất là chuẩn. Nhưng mà Suvacho, cho trong Phật cô nghe Suvacho, chữ C đọc thành ra chữ C ha. Afisamecha thì ở sau này Suvacho chứ không phải Suvacho, hả? Không phải là cô mà chô. Rồi, chỉ có chỗ đó thôi. Mời cô tu nữ tự duyên. Nhờ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ con xin đọc bài. Ngài nói làm con cũng run run, không biết có lẹo lửa không. Xin chư thiên hoan hỷ. Karani yama takusale na yan tang san tang ba đăng afisamet chasak cô uchu cha su uchu cha su vacho cha samudu anati mani karani yama takusale na yan tang san tang ba dang afisame cha sak cô uchu cha su uchu cha su vacho cha anati mani karama ten tang tang afisame cha sak cô út chù cha su hú chù cha su quách chù cha atamono anatima ni. Dạ con xin đọc thêm lần nữa, hình như có một chữ đú đọc nú. Karani yama takusale na yan tang san tang ba đằng afisame cha sắc cô út chù cha su hú chù cha su quách chù cha atamono anatima. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Dạ con có sai xin ngài chỉnh sửa. Dạ bây giờ kính mời Hạnh Dung.
Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chánh đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con xin phép được đọc bài. Con kính chào đạo tràng. Khara ni yamat thakusa le na yang tang san tang pha tang afisa met cha sap khu uju cha su uju cha su wat ju cha samudu anatimani khara ni yamat thakusa le na yang tang san tang pha tang afisa met cha sap khu uju cha su uju cha su wat ju cha samudu anatimani khara ni yaman tha ku sa le na yang tang san tang pha tang a phi sa men cha so ku u chu cha su hu chu cha su wa chu cha sa mu du anati ma ni. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiễn vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Dạ, con kính tri ân quý sư và quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng có sai sửa dành cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ. Rồi, xa thú, vừa rồi bị cúp điện, quý vị thông cảm ha. Rồi, như vậy là giọng kinh như vậy thấy ổn định chưa? Quý vị thấy giọng kinh có chỗ nào rắc rối? Mặc dù có 4 câu, nhưng mà cảm thấy cũng tương đối khó chứ không phải dễ. Cái bài kinh này nếu mà chúng ta học mà chúng ta sử dụng đi đâu cũng được sự an vui. Quý vị biết rằng trước giải phóng chúng tôi cùng với ngài Tịnh Đức hồi còn ở Việt Nam, ngài Tịnh Đức là trụ trì chùa Đạo Quang ở Texas, thì đi về miền Tây, nhất là vô những cái hang, cái động, những cái gốc cây, những cái đồi núi, những cái chỗ nào vắng vẻ là hay đến đó để khám phá. Mà thật sự á, là cái điều quan trọng là coi chính cái bản thân của mình có hòa đồng với thiên nhiên hay không. Mà quý vị biết rằng cái điều này có thật chứ không phải không. Cái bài kinh này rất có oai lực. Khi đến những cái miếu, những cái đình đó, mà quý vị biết rằng cái miếu, cái đình thì người ta bỏ trống. Rồi mình phải vô đó để mà tá túc qua đêm. Mà khi vô đó mà tá túc qua đêm mà quý vị không tụng cái bài kinh này, xin lỗi, nhảy lên cái giường, cái phản, hoặc là cái mình nằm ngủ ở trong đó là nó cũng quăng mình ra ngoài sân á. Hoặc là không quăng ra ngoài sân á thì coi như nằm ngủ cũng không yên. Quý vị thấy rằng cái bài kinh này có ai được không? Tụng bài kinh này á, xong cái nằm ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng,
thức dậy khỏe khoắn. Còn mà bài kinh này mà không thuộc mà vô đó mà mình nghĩa là mệt quá nằm xuống mà không xin phép hả? À, mặc dù không có ai hết đó, nhưng mà mình cũng phải biết điều rõ, phải xin phép đàng hoàng. Xong rồi có hoàng bá núi, có sơn thần, thì bây giờ cây thì có thọ thần, mình tới mình phải xin phép người ta nhé, mình cũng phải thể hiện cái tâm từ đối với họ chứ. Bây giờ mình phải đi đọc tiếng Bali chứ, chứ đọc tiếng Việt cái hồi đó xin lỗi ông thần cây đó ông người nước ngoài sao, hoặc là vị chư thiên đó là ở nước ngoài, hoặc là ông thần cái đình đó là người Ba Tàu sao. Cho nên cái tiếng Bali chắc có rồi. Cho nên cái bài kinh này quý vị cố gắng ha, cố gắng học. Mà học bài kinh này chúng tôi thấy tự tâm tự tin lắm. Và cái bài kinh này những người mà bị phi nhân nó nhập á, chư tăng cũng hay tụng bài kinh này. Mà tụng bài kinh này mà chư tăng mà vị nào mà yếu bóng vía là mặc dù thuộc lòng nhưng mà cũng coi như là cũng bị đọc chốc quất bởi đọc sai, mặc dù thuộc năm lòng. Bởi vì sai, vì sao phải sai? Bởi vì phi nhân á, nó biết được cái tâm của mình, biết được cái tâm của mình, mình khởi lên cái tâm thế nào nó hiểu biết hết. Mình mà không có cái vấn đề mà coi như thu thúc á, thì xin lỗi, mình đương đọc bài kinh này nó cười cái tự nhiên mình bất cứ ăn trước mình cười theo nó, nó gọi là phi nhân mà. Nó cười cái mình coi như cũng đương tụng kinh là thấy cái giọng cười của nó hấp dẫn quá, thu hút quá, là cái mình cười theo. Mà một người cười thì xin lỗi, mấy anh chị cũng cười tốt hết. Chỉ có cái vị nào thu thúc lục căn, vị nào mà đừng có quan tâm, đừng có suy nghĩ, hoặc là có một sự ghi nhớ, một sự biết mình cái là rất là chuẩn, thì cái vị đó có thể lái mấy vị kia. Chứ còn không mà cười hết cả đám thì trời xong, mình thua nó. Má sợ mà không ngờ mình sợ má nó, thì vậy thì còn làm gì mà tụng cái bài này được. Mình mới có lòng từ, mình mới giải cho người ta, mình tế độ người ta. Không ngờ mình yếu quá bị ma nó tế độ mình. Đó, cái bài kinh này cho nên là con dao hai lưỡi. Quý vị nếu mà làm chủ được bản thân thì quý vị cảm thấy an vui trong mọi lúc mọi nơi. Còn quý vị mà thấy cái bài kinh này mình thuộc nhưng mà cái nội dung mình không nắm vững, cái quan trọng dọn lòng an tịnh thanh bình. Mình có an tịnh thanh bình chưa? Đó, cái vấn đề quan trọng đó. Rồi, thôi bây giờ dòng kinh như vậy là tương đối ha. Bây giờ chúng ta qua dòng kệ ha. Nhưng mà trước khi mà qua dòng kệ, bây giờ ôn lại dòng kinh nè. Karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang apisamme chasak cô u chu chát su u chu chát su a chu chát samudu anati mani karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang apisamme chát sắc cô u chu chát su u chu chát su a chu chát samudu anati mani karani yamat thakusale na yan tang san tang ba dang apisamme chát sắc cô u chu chát su u chu chát su a chu chát samudu anati ma ni. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an cảnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Rồi cung tỉnh đại đức huệ đức
ôn lại dòng kinh một lần để rồi chúng ta đi qua dòng kệ. Alo, để Đức Tuệ Đức đâu rồi? Sa thu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính lễ Tường Tòa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin ôn bài kinh Karani. Karani yamathakusale na yantang san tang badang apisame chasakko uchu chasuhuchu chasuwacho chasamudu anathimani. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Dạ, con đã ôn xong bài kinh, một đoạn đầu của bài kinh Karani. Bài kinh này là bài kinh khi mà con vừa xuất gia, con nó rất là tâm đắc ạ. Nhưng mà con là thuộc đầu tiên ạ. Dạ, con xin nhường mic ạ, cho Ngài ạ. Sa thú để được tuệ được. Để được tuệ được mới. Nhưng mà với cái giọng kinh thì quý vị nghe rất là tuyệt vời ha. Không có sơ sót chỗ nào hết. Trong những cái bài kinh về cầu an á, thì cái bài kinh này là một cái bài kinh hộ trì, mà một cái bài kinh khó học. Cái bài khó học nhất á, là bài Thỉnh Chư Thiền. Bởi vì thỉnh mà đúng á, thỉnh mà đúng pháp á, thỉnh mà có hay lực á, thì các vị chư thiền mới xuống. Chính vì vậy cho nên cái bài Thỉnh Chư Thiền rất là khó đọc. Quý vị thấy rất là khó đọc. Rồi cái bài Thỉnh Pháp Sư cũng là một bài rất là khó đọc. Bởi vì rồi bài Karani này mà để cho phi nhân chư thiên mà coi như có cái lòng mà thương mến mình hộ trì thì cũng là rất là khó. Nhưng mà Đại Thức Đức Tuệ Đức mới một thời gian ngắn mà coi như là thấy đọc cái này đọc trôi chảy thì chắc chắn là nguyên cả bài an toàn trên xa lộ ha. Để Đức Tuệ Đức coi như là cũng có cái duyên trong quá khứ làm sao, cho nên thấy tiếp thu học hỏi rất là nhanh. Xa thú cái điều quan trọng đối với đạo tràng là trường âm đoạn âm về giọng kinh chuẩn, thì cái đó chúng ta mới qua giọng kệ. Kinh trước kệ sau. Mà dòng kệ thì ở đây chúng tôi xin trình bày ba cách kệ. Một bài có ba cách. Thì bây giờ chúng ta kệ theo kiểu gì đây? Có quy cách của nó, chứ không phải là chúng ta kệ làm sao cũng được. Không phải vậy. Không phải kệ tự do. Mà kệ phải có cái cách thức của nó. Chứ không phải nói là cái gì ai sao tôi dạy ai làm bậy tôi cũng làm theo, không được. Mình làm mình phải biết cái này theo cái phương cách nào, theo cái trường hợp nào. Mình làm mình phải biết, chứ mà làm không biết thì coi như xin lỗi, mình xu hướng theo người ta, mình không làm chủ được chính mình. Nhưng làm chủ được chính mình tức là trước tiên dòng kinh cho ha, trường âm đoạn âm. Rồi khi trường âm đoạn âm xong rồi á, dòng kinh quý vị mà thông suốt rồi ấy. Như ở đây nói về phân tích trường âm đoạn âm thì quý vị tuyệt vời, nhưng mà chẳng qua quý vị còn ảnh hưởng của quá khứ, như là Siết Tâm Vương còn đây hay là bỏ chạy nó mất tiêu rồi. Siết Tâm Vương bỏ chạy mất tiêu rồi. Còn Sĩ Tâm Phương là ảnh hưởng của quá giọng kệ, cho nên qua giọng kinh mà thấy bị lai.
Cho nên Thí Tam Phương phải chú ý về cái giọng kinh để làm chuẩn, rồi khi đó chúng ta mới qua dạy nha. Đi gia đình Phật tử từ nhỏ cho tới huynh trưởng, cho tới trưởng thành, bây giờ già cũng cái giọng kệ làm chuẩn không được, phải lấy giọng kinh làm chuẩn. Rồi nguyên tắc kệ, kệ một câu, rồi kệ hai câu, rồi kệ nguyên bài, đó là ba cách thức ha. Bây giờ đối với cái bài này thì chúng ta kể một câu, rồi kể hai câu, rồi kể nguyên bài. Đó là ba cái cách kể. Kể một câu nè. Karani yaman thakusalena yantang santang badang apisamencha sangko uchu chasuhuchu cha Suvacho chan samudu anatimani. Đó là kệ một câu ha. Chúng tôi xin lặp lại lần thứ hai. Karani yaman thakusalena yantang santang badang apisamencha chẳng cô chuông cha su chú cha su a chú chan samudu anatimani. Lần thứ ba. Karani yaman thakusalena yan tang san tang badang apisamencha sang cô chú cha su chú cha su a chú chan samudu anatimani. Đó là nó kể một câu ha. Rồi bây giờ kể hai câu. cách kể thứ hai ha. Karani yaman thakusalena yantang santang badang apisamencha sangko uchun chasu chuchan suwa chuchan samudu anatimani. Tức là chúng ta đọc một phần hai câu. Karani yaman thakusalena yantang santang badang apisamencha sangko uchun chasu chuchan suwa chuchan samudu anatimani. Lần thứ ba. Karani yaman thakusalena yantang santang badang apisamencha sangko uchun chasu chuchan suwa chuchan samudu anatimani. Đó là cách kệ một lần hai câu. Rồi bây giờ chúng ta cách thứ ba, kệ nguyên bài á. Chưa kệ mà sư thần phục muốn nói hết hơi, khổ đế thiệt, làm kiểu này không lên tinh thần được. Phải khích lệ chứ. Chưa khích lệ gì hết mà nói hết hơi, hết si quát là thua. Rồi, bây giờ chuẩn bị để lấy hơi chứ. một hơi. Đây là cái lối kệ mà có Ngài Hồi Giác. Ngài hay kệ nguyên bài. Karani yaman thakusalena yantang santang badang apisamencha sangko uchu chasu uchu chan suwa cho chan samudu anatimani. Tức là kéo dài một hơi. Karani yaman thakusalena yantang santang tăng ba đắng áp sát mình chờ sang cô chú cha su chú cha su ba chú cha samudu anatimani.
karani yaman takusale na yan tang san tang badang apisamen chan sangko uchu chasu uchu chan suwacho chan samudua natimani. Rồi đó là ba cách kệ. Mà ba cách kệ này chúng ta thấy vẫn xuất hiện thiền ha. Ví dụ kệ một câu à, cái bài thỉnh pháp sư trang nghiêm, bởi vì đây là một cái vị mà đại phạm thiên thì chúng ta phải tôn kính. Brahma chaloka thipati saham bati, đó kệ một câu, đó là chúng ta có vẻ tôn kính trang nghiêm thì chúng ta kệ một câu chứ không thể kệ một lần hai câu. Còn kệ hai câu thì trong pháp cú chúng ta gặp thường thường ha, hai câu trong pháp cú thì chúng ta cũng gặp dài dài rồi ha. Còn kệ nguyên bài á, bốn câu á, thì chúng ta cũng đã từng gặp ví dụ như chúng ta coi như ca tụng ân đức của Tam Bảo á, thì kệ một lần bốn câu. Sang khô quý xuất thô xuất gắt tát xa xa quá cô xích khá xuất khá mô quá thá thầm mất xích khá cô niệm đà bất sẵn xa đi hà nà đá rô quá rô hoàng đà mất hành tăng ná ra phô trên này giấc khăn. Đó thì ở đây cũng vậy, kệ nguyên bài thì chúng ta phải kéo dài cái chỗ sau cùng ha. Ví dụ này karani yamat thakusale na yan tang san tang badang apisamai chasaku chu chasu chu chasu vacho chat samudu anathimani. Thì chúng ta phải kéo dài chữ chat, đó là nguyên câu. Mà kệ nguyên bài thì quý vị nghe những cái thời pháp mà ngài hộ giác thuyết á, ngài có lưu kệ nguyên bài như vậy. Thì ở đây có ba cách kệ, đã gọi là kệ thì quý vị chọn một trong ba, mà kệ cách thứ tư đó là cái cách kệ của quý vị đặc biệt, khỏi nói ha. Thôi bây giờ ba cách thông thường, còn cách kệ mà đặc biệt thôi để quý vị coi như thưởng thức một mình đi ha. Rồi bây giờ ai là người đưa tay đầu tiên, hết kinh là tới kệ nhé. Cũng như người ta nói hết khoan tới hụi, rồi hút hụi giọt luôn. Rồi, Quỳnh Đạo Huynh à. Rồi, xà thủ, xà thủ. Dạ, một lần nữa xin kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Sư Tự Đức, kính lễ Đại Đức Pháp Trang. Kính chào quý cô tu nữ, quý bà quý cô, quý anh chị, quý đạo trang. Dạ, đạo anh lúc nào cũng lấy cái lời kệ của Sư Trí Đức làm chuẩn rồi, dạ, không có dám tự đặt ra. Nhưng mà cũng chia sẻ đạo tràng như thế này, không dám khoe, đạo huynh bơ lội mấy chục năm nay cũng là một huấn luyện viên bơ lội. Đôi lúc tinh nghịch cũng bơi muốn nín thở một hơi dài để mà lặn sâu, lặn từ đầu hồ này qua đầu hồ kia. Thì cái điều này cũng xin chia sẻ trước khi kể cái bài kể này, cũng nín thở một hơi, hít vô một hơi dài ha, như Sư Trí Đức hít nhiều dài cho để mình kể hết bài luôn, không biết có được không. Dạ, cũng xin chia sẻ như vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ Đức Huynh xin kể. Dạ. Karaniya mat tha ku sa le na yan thang san thang ba đăng a phi sa me cha sắc cô chú cha su chú cha su wa cho sắc cha mu du a ni ti ma ni ka ra ni ya mat thak ku sa le na yan thang san thang ba đăng a phít cha bách cha chắc cô chú cha
su hu chu cha su wa cho sat cha mu du anat ti ma ni karani ya mat tha ku sa le na yan san thang ba đăng a phi sa mết cha chắc cô chu cha su chu cha su wa cho sát cha mu du a ni ti ma ni. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, xin mời một vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sơn Kha. Dạ, dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con bắt trước sư là kể một hơi bốn câu luôn. Dạ, đây là lần đầu tiên. Dạ, con thấy sư dạy như vậy và con cũng bắt trước. Dạ, con xin bắt đầu ạ. Karaniya Mathakusale na Jantang Sang Tang Ba Dang Afi sa ma sa cô chú cha su chú cha su qua chú cha sa mu du anati mani karaniya mathaku sa le na dan tang san tang ba da a phi sa mai cung cha sa cô chú cha su qua chú cha sa mu du anati mani. Khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dựng thanh bình, tiến vào cực lạc niết lòng thanh chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Bác kệ xong, con kính tri ân sư. Dạ, kính mời chị Hạnh Dung ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin phép được kệ. Niya mata kusalena jantang santang padang afisa meja saku ucu jasu ucu jasu wajo jan samudu anati mani karaniya mata kusalena jantang santang padang afisa meja sakko uchu suja suwa chowan samudu anati mani. Dạ, con đã kể xong rồi ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng, con xin phép xuống mắt. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, cảm ơn Hạnh Dung. Dạ, con xin kể có phúc cú. Xin kể bài Karani. Karani yamattha kusalena yang tang san tang badang abhisamiccha san ku chu cha su chu cha su wa ku cha samudu adu a chu cha su hu a con sợ con xin kiếm không karani yamantha kusalena yang tang san tang badang api samicha san ko chu cha su chu cha su wa ko cha mudu anatimani karaniya mantha kusalena yang tang san tang badang api samecha
Sanh cô chú cha su chú chăng su wa cô cha samudu anatimani. Người khôn có đủ đức tài hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dồn lòng an tịnh thanh bình tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Dạ con đã đọc xong, mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ ơn đức. Dạ, bây giờ không làm mất thời gian, con xin kể bắt đầu một đoạn, rồi tới hai đoạn, rồi tới kết thúc nguyên bản, nguyên bốn câu. Bài chạy qua rồi. Tâm hạnh bóc bài lên dùm tâm hạnh ơi. Bài nắm tiêu rồi. Tâm hạnh có thể bóc. Dạ, cảm ơn Nhật Bình. Karani yama thakusalena yantang santang badang afisamecha sanko uchu cha suchu cha suwa cho cha samudu anatimani. Karani yama takusalena yantang santang badang afisamecha sakko uchu cha suchu cha suwa cho cha samudu anatimani. Karani yama takusalena yantang santang badang samecha cha sắc cô chú cha su chú cha su wa chú sắc chăm đô anatimani. Người khôn có đủ đức tài hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Dạ, con xin hết. Dạ, bây giờ kính mời bàn tay của Trần Phụng. Nãy giờ Trần Phụng chưa kể. Dạ, bây giờ kính mời Trần Phụng ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Nguyên Tịnh, cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên, Hồng Mai đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Ồ, Nhật Bình thấy không có bàn tay nên Nhật Bình đưa tay. Mời Quang Thanh nha, Quang Thanh mời Quang Thanh đi. Dạ, Nhật Bình chào. Đạo tràng xong Nhật Bình mời Quang Thanh nha. Nhật Bình lỡ đưa tay rồi. Dạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phục Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Để cho Thina, để sợ Thina, à quên, để cho Quang Thanh, để sợ Quang Thanh bận việc không có cầm mic được gia Nhật hả. Còn Nhật Quỳnh thì lúc nào cũng được. Mời Quang Thanh nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính đảnh lễ Sư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con kính đảnh lễ Đại Đức Đại Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tại Duyên. Lúc nãy do mạng nên là con không vào đọc được. Bây giờ kệ thì con... Con kệ có gì thì ban ngày. Con xin đọc trước một lần rồi con xin kệ ạ.
karani ramat thakusale narat naran tang san tang badang avisamek chasako ucho chasuhu chasasu wacho chak samu mudu anan anati mani akarang ni ramata kusalena dàn tăng san tăng bà đăng a phi mách cha rằng cô chú cha su chú cha su a chú chan sa mút lu a na ti ma ni karani karani ramata kusala lena dàn tăng san tăng ba đăng a phi sách sa mạch cha sắc cô chú cha su chú cha su wa chú cha sa mu ru anati mani. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sanh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có sai, mong Ngài Chí Đức và Đạo Tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin xuống bếp, dạ con mời cô Nhật Huỳnh ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn. Thích Quang Thành, dạ cảm ơn. Trần cũng cảm ơn, Nguyên Tịnh cảm ơn, chị Metta cảm ơn, Thiện Vũ, Trang Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nguyên Tịnh, Nguyên Tịnh có giọng cười hay lắm á. Dạ, mời Nguyên Tịnh đưa tay đi. Dạ, chứ thật sự Nhục Quỳnh mấy ngày nay Nhục Quỳnh khang tiếng. Nhục Quỳnh chắc kệ lên rồi mất không đậu trang chạy hết nó. Nguyên Tịnh ơi, đã dở thì chớ còn thêm khang tiếng nữa, nên là chạy lên là đạo tràng chạy mất hết luôn đó. Nguyên Tịnh, Nguyên Tịnh đưa tay đi. Nhục Quỳnh nghe mà Xích Tâm Hương kể nghe xong giống như 18 tuổi, rất là hoan hỷ. Dạ, mời Nguyên Tịnh nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Thanh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên, con kính chào quý đạo hữu và con kính trang đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Dạ, Xích Nhật Quỳnh nói vậy. Kính tri ân Xích Nhật Quỳnh nhiều. Dạ, cái âm kệ ngày hôm nay đó, đối với con mới rất là khó kệ, tại vì con chưa có. Con xin, dạ con xin phép kệ. Con có sai, con kính thỉnh Ngài Từ Bi chỉnh sửa cho con. Tại cái âm hôm nay mới con chưa có được nghe. Dạ, con xin kệ cái âm thứ nhất, âm thứ hai, còn âm thứ ba thì cái hơi dài quá, con kệ theo con đứt hơi. Karani yamatakusalena yantang santang badang apisametcha sak cô uchu cha su uchu cha su wa chu cha samudu anati mani. Con xin phép đọc nhỏ nhỏ tại bên con, 1:13 khuya, con không dám lớn. Karani yamat
Thakusalena Yantang Santang Badang Abhisamet Cha Sakku Uchu Cha Su Uchu Cha Suwacho Cha Samudu Anatimane Karane Yamatakusalena Yantang Santang Padang Abhisamet Cha Sakku Uchu Cha Su Uchu Cha Suwacho Cha Samudu Anatimane. Dạ thưa con đọc theo ngài khó quá, bạch ngài hôm nay cái âm này mới con. Dạ con kính tri ân đầu tràng ân trí, kính tri ân ngài, con có sai con kính thỉnh ngài từ bi chỉnh sửa cho con. Nam mô Bụt Tha. Dạ con xin gửi mít lại đầu tràng. Dạ Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con thấy cô Hồng Mai đưa tay mà chắc bị rớt mic, dạ thôi con cũng xin phép kể trước ạ. À. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin kể bài hôm nay ạ. Karaniyama Thakusalena Yantang santang badang afisamengcha Sangko ucu cha suhucu cha Suwacho chan samudu anatimani Karaniyama thakusalena Yantang santang badang afisamengcha Sangko uju cha suhuju cha Suwacho chan samudu anatimani Karani yamata kusalena Yantang santang badang afisameja Sangko uju cha suhuju cha Suwacho chan samudu anatimani. Dạ con đã kể xong, có sai nhờ sư chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con cảm ơn sư cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. À. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính chào sư Trí Đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ tại vì mạng con yếu nên nãy giờ không có cầm mic được. Dạ bây giờ con xin kể ạ. Karaniyamatha kusalena yantang santang padang afisamaccha sangko ucu cha sucu cha suwancho cho cha samudu anatimani Karaniyamatha kusalena Yantang santang padang ati samanca Sako ucu ca su ucu ca Suwat co ca samudu anati mani. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mic. Xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính định lệ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lệ Sư Trí Đức, con kính định lệ Sư Pháp Trang, con kính lễ Sư Tuệ Đức, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, và con kính chào đạo tràng. Và bây giờ con xin kệ bài học hôm nay ạ. Nhìn chúng tôi xin bài xích một mình. Cảm ơn Sư Nhật Quỳnh đã đưa bài lên ạ. Karaniya Mattha Kusalena Yantang Santang Badang Apisamekcha Sako Chu Cha Suhu Chu Cha Suwa cho chan samudu anati mani karaniya mattha kusalena yantang santang badang api samencha sako uchu cha suhu chuja Suwa cho chan samudu anatimani Karaniya mattha kusalena Yantang santang badang afisamekcha Sangko uchu cha suhu chu cha Suwa cho cha samudu anati mani. Dạ, con đã kể xong. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, cảm ơn Sư Nhật Quỳnh nữa. Dạ, bây giờ mời bàn tay của Tina. Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Hằng Chứa Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được trời trước. Karaniya mattha kusalena Yantang santang padang apisamekcha Sangko chu saucha Suwan jo jan samudu anati mani Karani yaman thaku salena Yang tam santam padang abhisamincha Sangku uju sau chucha Suwa jo jan samudu anati mani Karaniya mattha kusalena Yantang santang padang apisamekcha Sangko uchu cha suhu chu cha Suwan cho chan sa mudu anati mani. Dạ thưa con xin hết con kính, con mời vị kế tiếp. Sa thủ kính cảm ơn Sư Tina. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và dạ, Nhật Quỳnh thấy Ngài chưa xuất hiện nên Nhật Quỳnh đành kệ. Và dạ, xin đạo tràng hoan hỷ nha. Dạ, ráng nghe giọng kệ của Nhật Quỳnh giúp. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con xin được kệ. Động 1. Karaniya mattha kusalena Yantang santang badang hasimaccha
san cơ u chu su chu cha su va chu cha samadu anati mani karane yama thakusal Đa dạn tăng sanh tăng bà đăng a phi sa mát cha sa khô u chu cha sơ hu chu cha su wa cho cha sa ma du a na ti ma ni ca ra ni ya ma thật cu sa lê na dạn tăng sanh tăng bà đăng a phi sa mát cha san kho u chu su hu chu cha su wa chu cha samadu anati mani. Người không có đủ đức tài hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực trong can, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ bạch ngài, con thấy còn có mấy phút, con cũng thỉnh ngài trở lại tràng ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ con cũng thỉnh ngài ạ. Dạ cảm ơn Kim Nhung, chúc Kim Nhung luôn được an vui. Vì chắc là ngài bận việc gì rồi nên là ngài chưa có xuất hiện. Dạ trong khi ngài chưa có bàn tay nào nữa, dạ Nhật Quỳnh xin kể một chuyện về cái câu Karani này. Mà bữa hôm Nhật Quỳnh có hỏi sư một lần rồi mà sư không có trả lời. Mà chắc Nhật Quỳnh để coi nè, để coi ai biết được. Dạ kính chào các bụi, mến chào Trần Phụng. Dạ hỏi đi, bữa hôm con hỏi sư cũng trả lời, bây giờ con hỏi đây. Dạ con nhớ cái câu chuyện Karani này á, là thiền viện gì, thiền viện chân lý. Dạ thiền viện chân lý là chỗ ngài đã từng đến đó, và thượng tọa Pháp Thanh đã từng đến luôn. Nên con hỏi ngài, con chưa từng đến nhưng mà con nghe một cái vị đó nói với con là ở trước thiền viện chân lý á, có cục đá hay là cái cây gì đó, con lâu rồi con quên rồi, nhưng mà đại khái là có một cái gì đó ở trong cái khu thiền viện thiền lý rất là linh thiêng. Nên vị này là học kinh nó mau thuộc lắm, học cái bậc Karani này mau thuộc lắm. Thì đến đó hôm đó là không biết tổ chức gì, hình có sư Giác Nguyên qua hay sao đó, thì vị này nói con đi, con tới đó con đọc bài Karani. Đọc bài Karani, đọc xong bài Karani vô trong chùa bị quật liền. Và ở đó đọc Karani xong đi vô tới chùa là bị liền xong về nó nói với con là trời ơi, con đọc bài Karani mà không có phi nhân không sợ mà còn nhắc con nữa cô. Cái con mới nói là mình đọc bài Karani thì mình phải cái tâm mình như thế nào thì người ta mới nể phục mình chứ, mà còn mình nghĩ là mình tôi thuộc bài Karani, tôi đọc Karani thì chắc chắc luôn là phải rồi. Thì câu hỏi của con đó là thì lần sau thì cái vị này đi tới đó, tại vì mỗi ngày vị đó tới đâu trong vòng tuần hay nhiêu đó, thì lần sau thì cái vị này nghe lời con là đi vô chánh điện xong rồi lại Phật này kia nọ xong tới ra mới đọc bài Karani nơi cái chỗ đó, thì vị này thấy êm. Dạ thấy êm. Thì câu hỏi của con á, bạch ngài, cái bài Karani này á, mình đọc với cái tâm gì thì phi nhân mới sợ mới thuần phục theo mình, còn cái tâm mình mà gọi là tôi có bài Karani là phi nhân phải sợ tôi, thì giống như hồi nãy ngài nói vậy đó, chẳng những phi nhân không sợ mình mà mình phải sợ phi nhân. Và con cung thỉnh ngài, ngài đã đến nơi đó rồi, ngài nói giùm cho rõ con cái khu đó giùm con. Dạ con kính nhân bích đến ngài. Sa thủ sĩ Nhật Quỳnh đưa ra một câu chuyện rất là hay ha. Mà câu chuyện này ở tại thiền đường chân lý, chúng tôi cũng có đến đó. Nhưng mà thời kỳ đó thì thời kỳ còn sư Giác Nguyên ở đó,
Rồi cái vị nào đó đến ở đó, bây giờ cái tâm trạng cái vị đó đã gặp, đã thấy, đã cảm nhận, thì bây giờ Thích Nhật Hà, Nhật Quỳnh hỏi cái vị đó, chứ tâm trạng của chúng tôi đâu phải là vị đó. Đó, thấy gà gãi ha, nó cũng không đồng ý nữa, hỏi tập đề rồi. Cái điều quan trọng ở đây, quý vị thuộc về dòng kinh, được khi đó mới qua dòng kệ. Bởi vì dòng kinh quý vị biết cái từ đó ý nghĩa thế nào, rồi khi đó qua cái dòng kệ chẳng qua là quý vị nhập tâm, còn cái điều chính là cái dòng kinh. Thì bây giờ cái tâm trạng vị đó đọc, mình đi thử thách người ta hả, đâu được. Để có linh nghiệm hả, để có linh nghiệm thì mình đừng có sợ ai hết á, chứ mình sợ người ta mình đọc thì như vậy lên đâu có kết quả gì đâu. Mình đâu phải học để rồi đem cái quyền lực này hù dọa người ta, mình thể hiện một cái từ trường ở trong mình để nó lan tỏa, rồi những cái vị đó họ mới cảm thấy ồ, cái người này tu không có hại ai, có cái tâm từ. 500 vị tỳ khưu khi mà thuộc lòng cái bài này rồi ha, hiểu ý nghĩa rõ ràng rồi, trước khi bước chân vô trong cái khu rừng đó, đã tụng niệm, đã tụng đọc, và tụng đọc với một cái vấn đề mà tăng á, đức hải như chúng, mà oai lực của chư tăng, mà khi mà tụng như vậy thì cái lực nó mạnh biết bao nhiêu. Các vị phi nhân kia cảm thấy hoan hỷ và theo hộ trì. Chứ còn bây giờ cá nhân của mình cái lực được bao nhiêu, chư tăng mà đang tụng cái bài này nó hiểu cái tâm ý của chư tăng, nó cười lên cái là cười tất cả là thua. Phi nhân mà đó, những cái trường hợp mà bị nhập á, mình tụng để giải trừ quan cái đó thì cái tâm của mình phải vững. Chứ bây giờ cái tụng mình vô, mình tụng mình sợ nó, khi mà sợ nó thì nó đâu có ngán mình, nó chơi liền cho nên cái vấn đề mà Sĩ Nhật Quỳnh hỏi lại, cái vị đó là một người cư sĩ hay là một ung sư mà đã thổ lộ cái tâm trạng với Sĩ Nhật Quỳnh, thì Sĩ Nhật Quỳnh hãy hỏi vị đó. Chứ còn hỏi chúng tôi thì thời kỳ đó cư sĩ ha, đúng rồi, cái vị này là kỹ sư của tâm hồn, nhưng mà kiến trúc không được tốt đẹp, cho nên còn có những chỗ sai sót, để rồi bị phi nhân đó nó thấy cái chỗ sai sót đó, nó đâu có ngán. Thôi hôm nay thì cũng là cái bài này nó cũng hơi khó, và cái cách học cái bài này thì chúng tôi cũng đã trình bày cái quan trọng dừng kinh, trường âm, đoạn âm, ý nghĩa. Khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa, hiểu được trường âm, đoạn âm, thì cái dòng kệ là một cái sự tâm đắc, một sự thể nhập qua ba cách đọc ha. Có dòng kệ đọc một câu, đọc hai câu, đọc nguyên bài. Còn cái kiểu thứ tư nữa là cái kiểu mà quý vị sáng chế, nhưng mà ở đây chỉ có ba cách đọc về dòng kệ như vậy thôi. Thôi thì buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha vát chê na so phi vô khô tu sa bà đà. Do lời chân thật này kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời Sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.